Dự báo trong những ngày tới có thể gia tăng số ca F0 mất dấu nguồn lây trong cộng đồng. Hôm nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã có cuộc họp trực tuyến với 30 quận huyện thị xã để siết chặt hơn nữa công tác quản lý, kiểm soát dịch bệnh COVID-19 đang có diễn biến phức tạp. Hôm nay là ngày thứ hai Hà Nội thực hiện công điện số 15. Trước tình hình dịch diễn biến rất phức tạp, khó lường, ngày càng xuất hiện nhiều các ca lây nhiễm cộng đồng không rõ nguồn lây, thì tại cuộc họp trực tuyến ngày hôm nay, thành phố Hà Nội đã có chỉ đạo các sở ngành duy trì chế độ trực 24/7, sẵn sàng triển khai truy vết, khoanh vùng các ca bệnh nhỏ lẻ, quyết tâm không để bùng phát thành ổ dịch lớn. Hiện thành phố có 46 điểm cách ly y tế. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, với tình hình dịch bệnh hiện nay, tần suất một ca F0 gây ra khoảng 50 ca lây, xuất hiện nhiều, phổ biến, không còn lây lan nhỏ hẹp như trước đây. Yêu cầu kiểm soát nhanh nhất các ca F0 mới với tốc độ nhanh nhất phải tiếp tục được tập trung hàng đầu. Bám sát chỉ đạo xuyên suốt của Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy về việc đảm bảo an toàn sức khỏe của nhân dân là trên hết, coi đây là công tác trọng tâm trước mắt của thành phố để nhanh chóng khống chế dịch bệnh, tiếp tục thực hiện mục tiêu kép đã được đề ra. Đối với chủ cơ sở kinh doanh đã được khuyến cáo chi tiết, nếu không đáp ứng được là dứt điểm phải dừng và đóng ngay tất cả hoạt động. Để như nhà thuốc thì rút giấy phép, phải thường xuyên tăng cường thêm cái kiểm tra kiểm soát, cấp trên kiểm tra cấp dưới cho tới tận cơ sở để có kiểm tra khen thưởng kịp thời nhưng mà đồng thời có cái xử lý vi phạm. Căn bản đại đa số là tốt và chúng ta thể đóng góp vào cái sự nghiệp phòng chống dịch chung. Nhưng nếu ở đâu, chỗ nào mà có những cái biểu hiện vi phạm này thì công chí là vui lòng là không có vùng cấm và ngay lập tức là có cái nghiêm túc xử lý đối với lại cán bộ chính quyền các cấp là có cái xử lý kỷ luật nghiêm minh. Thành phố cũng chỉ đạo 30 quận huyện thị xã phải rà soát, chuẩn bị địa điểm cách ly tập trung F1 có thể tiếp nhận ít nhất 1.000 người tại địa bàn của mình. Đồng thời phải sẵn sàng đảm bảo tốt an sinh xã hội nếu phải thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc của chỉ thị 16. Duy trì tăng cường kiểm soát chặt chẽ người ra vào tại các cửa ngõ thủ đô. Lãnh đạo thành phố Hà Nội cũng mong người dân đồng lòng ủng hộ, nhất là việc dừng các hoạt động vận tải hành khách công cộng đường bộ từ Hà Nội đi 37 tỉnh, thành phố và ngược lại. Thành phố sẽ cho phép xe khách hoạt động trở lại nếu sau 14 ngày liên tiếp không ghi nhận ca bệnh mới trong cộng đồng. Lãnh đạo thành phố cũng khẳng định là ngành công thương của thành phố đã dự trữ gấp 3 lần nguồn cung hàng hóa đảm bảo phân phối đủ cho người dân. Hà Nội cần xây dựng các kịch bản xấu nhất trong việc bảo quản vaccine cho chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Đây là yêu cầu của lãnh đạo Bộ Y tế tại buổi làm việc với Sở Y tế Hà Nội về việc chuẩn bị hệ thống kho lạnh và các yếu tố để đảm bảo chất lượng vaccine trong chiến dịch tiêm chủng phòng COVID-19. Vấn đề khó khăn nhất hiện nay của Hà Nội là không có hệ thống kho lạnh bảo quản các loại vaccine như Pfizer và Moderna có nhiệt độ âm sâu. Năng lực tối đa của cả hệ thống cũng chỉ bảo quản được gần 1,3 triệu liều vaccine với nhiệt độ từ 2 đến 8 độ C. Điều này sẽ gây khó khăn khi số lượng vaccine về lớn và nhiều loại. Nếu như mà số lượng vaccine mà về với cái số lượng nhiều hơn thế, rất nhiều những cái phương án đã đặt ra. Thứ nhất là có rất là nhiều các cái đơn vị, ví dụ như Viện Vệ sinh Tế Trung ương, ví dụ như là Quân khu Thủ đô đã có những cái đơn vị mà có những cái cơ sở vật chất để bảo quản vaccine thì đó cũng là một cái chỗ có thể hỗ trợ được. Có thể chúng tôi sẽ xây dựng những cái quy trình phối hợp. Đại diện Sở Y tế Hà Nội cho biết, theo kế hoạch sẽ có hơn 800 điểm tiêm chủng, 1.200 dây chuyền tiêm một ngày. Hà Nội cũng đã xây dựng kịch bản tiêm từ 50.000 người đến 200.000 người một ngày. Tuy nhiên, hệ thống trữ vaccine tại các quận, huyện, phường, xã cũng hạn chế. Ở những nơi đó chỉ có một các cái tủ lạnh, nếu mà trong những trường hợp mà với cái công suất nó rất là lớn thì cái việc mà phải có những cái tủ để có thể dự trữ hoặc là trong những trường hợp mà có những cái trường hợp khẩn cấp thì có thể bảo quản trong cái trường hợp khẩn cấp đó thì cũng là một cái khó khăn, cần phải được bổ sung kịp thời. Kế hoạch của Sở Y tế đặt ra là cố gắng tối đa là có thể chạy được tới 200.000 liều một ngày, thế thì sẽ phải mở rộng ra rất nhiều các cái điểm tiêm chủng. Song song với những cái điểm tiêm chủng đó thì các cái cơ sở vật chất cũng sẽ phải được chuẩn bị. Ví dụ những cái hòm lạnh, những cái phích lạnh sẽ phải được bổ sung để đạt được những cái tiêu chuẩn quản lý và bảo quản vaccine. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Bộ Y tế nhấn mạnh Hà Nội là địa phương đông dân, có vị trí quan trọng trong thành công của chiến dịch và yêu cầu cần xây dựng những kịch bản xấu nhất có thể xảy ra để tránh bị động. Các đồng chí rà soát lại cái số lượng và báo cáo với Sở Y tế để báo cáo thành phố là rất khẩn trương để trang bị thêm cái tủ lạnh chuyên dụng để sẵn sàng dung tích để tiếp nhận vaccine. Các đồng chí cũng yêu cầu cũng đề nghị bổ sung kinh phí sửa chữa, bảo dưỡng
để sửa chữa những cái trang thiết bị đã hỏng hóc, mà nếu không sửa được thì phải mua thêm để đảm bảo cái số lượng mà các đồng chí có thể dùng để bảo quản và vận chuyển đến các điểm tiêm. Dự kiến sẽ có khoảng 20.000 điểm tiêm chủng và mỗi ngày sẽ tiêm cho khoảng 1,5 triệu người. Với chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 lần này, sẽ tiêm cho hơn 70 triệu người dân và triển khai xuống tận trạm y tế xã, phường.